Dạ, xin kính chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Dăng Dung Dẻ. Hôm nay thì Dung đang đến Đức Mẹ Tà Pao để thăm viếng, cũng như là qua bao nhiêu lâu thì quay lại để thăm viếng Đức Mẹ. Chào Đức Mẹ. Con lại quay cái clip con để lên kênh YouTube Dung Dăng Dung Dẻ cha. Dạ cả nhà ơi, đây là cha Sinh. Ở những cái clip trước, những năm trước là đã gặp cha rồi. Thì bây giờ là gia đình của Dung đang được cha. Bữa nay rất là vinh hạnh lại gặp được cha, và cha đang chở lên núi Đức Mẹ. Này. Không nhìn xong phía dưới. Từ từ lên đây. Rất là đẹp. Đây trung tâm xây dựng rất là đẹp. Tới đây là đi bộ lên đúng không cha? Đi bộ lên. Dạ. Hôm nay con tính là con không có lên này, con ở dưới rồi đó. Đi đường này là lên một đoạn là tới rồi. Dạ. Bây giờ cầu nguyện với Đức Mẹ làm phép lạ. Dạ. Đức Mẹ giúp cho ban sự bình yên. Tình hình là có một chiến sĩ đi hoài không tới nơi. Sau khi mà được cha chở lên tới gần tới nơi thì đi bộ có một đoạn thôi. Này, trung tâm bữa nay rất là đẹp quý bà con cô bác. Trời thì đang mưa nữa. Hôm nay lên Đức Mẹ. Đức Mẹ ban cho trời mưa rất là mát. Và năm nay thì ở trên chỗ Đức Mẹ, tòa Đức Mẹ trên này thì có sửa sang lại rất là khang trang. Ở trên cái sảnh của hai bên này thì theo như cha Xuân nói thì có sức chứa khoảng 2.000 người. Là ngay chỗ chân Đức Mẹ, ngay chỗ tượng Đức Mẹ như thế này. Và đã sửa sang lại rất là đẹp. Và Đức Mẹ thì vẫn trang nghiêm và đứng ở đây. Thì Dung đi ngày thường thành ra là không có đông cho lắm. Và nhìn xuống phía dưới thì cả nhà mình thấy đây là quy hoạch rất là đẹp nè. Cây cối và sân rồi chỗ đậu xe rất đẹp. Lúc bắt không á? Mẹ nó có những trách nhiệm về phân nhiệm. Dạ, tiền giúp số mã này cứ lên đều. Cái bình nó chạy được bao lâu á cha? Nếu mà mình chạy nó tốc độ vừa phải thôi thì nó cũng 2 tuần. Dạ. Rồi mình ép ra thôi. Đi lên bao xuống nha, lên quảng trường này xuống rồi cha. Cha cho đi một vòng nữa, cha cho đi một vòng nữa. Trời, năm nay đẹp quá cha ơi. Đẹp quá. Một lần lên lấy trên này không ạ? Cha dẫn lên quảng trường trên này nè. Cha đưa lên quảng trường á, cái nhà hồi nãy. Bên trên của cái nhà đó nãy mình ngồi á. Cái cây kia nhầm này, cả quạt. Lên luôn. Anh cho biết. Cha cho đi một vòng luôn. Cha chỉ cho đến đây này, cho đi bộ lên. Đi bộ xuống dưới nhà, chỗ này là đường đi xuống dưới nhà. Đi vào trên nóc nhà nữa hả? Nóc nhà đúng rồi. Đây còn đường thẻ đây, hồi nãy mình ở dưới đấy. Dạ, đây nè cái chỗ hồi nãy mưa nó xuống chỗ này nè. Ô kìa cái cổng đẹp chưa kìa. Đây là cái sân cư vậy được không? Nó tinh tế. Dán hương. Nước thì mà không bị nhiễu xuống nhà rồi, thấy không? Thấy mà hở luôn nè. Tinh tế ngồi dưới thoáng. Kiến trúc sư này nổi tiếng lắm không cha? Cái đó cũng là cái phòng mà cái mấy lều cho các ông cả làm 10 lều làm để phục vụ cho các vấn đề giải tội đó. Giải tội không? Là ngày lễ đông là các cha ngồi trong đây để giải tội hả cha? Giải tội mà cái sát như này xin tội rồi nghe. Không, tức là cách ra thôi, cách tòa. Cách tòa dạ. Còn cái cầu này là cầu hòa giải này. Cầu này là ai ra xong cái cầu này là được vào thiên đàng đúng không cha? Rồi xong lên thiên đàng. Mình vừa qua cầu rồi đó. Rồi. Lên thiên đàng rồi. Đẹp quá. Đẹp ha. Trời ơi. Hạnh phúc. Kiến trúc sư này nổi tiếng lắm bố. Kiến trúc sư này sao chả? Là một người giáo dân thôi, nhưng mà ông thầm họ cống hiến trong bao nhiêu năm qua đó. Dạ. Là chuyên môn đó, chuyên gia. âm thầm cống hiến mà thiết kế nó rất là tay luôn đó. Con thấy quy hoạch khu nào ra khu đó rất là đẹp. Còn cái vấn đề rác đó là trong vòng 5 năm qua đó tụi em kêu gọi ráo riết đó, dạ. Dường như thánh lễ nào kêu hết, rồi cầu nguyện nào kêu gọi hết, thì lúc bây giờ bà con mới ý thức được vấn đề môi trường. Chứ còn mà mấy ngày đại lễ là người ta nói đại lễ để lại đó. đại lễ là để lại. Toàn là rác không mà, khủng khiếp lắm, rác yeah. 1 tấn đó. Yeah. Nhưng mà sau đó tụi con kêu gọi rồi cho đến giờ phút này là nề nếp rồi. Yeah. Ví dụ như vừa rồi tổ chức cả 10 ngàn mà đâu có cọng rác nào vứt lăn lóc ở đây đâu. Kêu gọi hết, bà con hy sinh cúi xuống lượng rác hết. Vậy thì đường khu du lịch quá là đẹp. Đi du lịch đâu có khu nào đẹp vậy. Nhưng mà mình đi bữa nay cái ngày mà không phải ngày hành hương của mọi người, thành ra mình được hân hạnh được kiếm được cha. Mình hân hạnh kiếm được cha, chứ còn ngày lễ ngày đông lắm mình không thể nào kiếm được cha. Đó. Đây là một vòng của anh Cảnh. Bây giờ là nếu mà có rác á, là mình kêu gọi người ta cúi xuống, ta làm vậy nè. Dạ. Hy sinh lắm, người ta thấy ý nghĩa đó. Với lại nó cũng là điều thiết thực thôi, bởi vì nơi tôn nghiêm mà. Có ý thức. Chịu lắm mấy bền, chứ không ai mà không đi dọn dẹp hoài. Nếu dạ. Mỗi người một tay, cũng như mình đi ra bước cái rác của mình xài thôi là ok rồi, nó khỏi cần đau người khác luôn á. Vòng quanh thế giới rồi. Hết một vòng luôn, đi thăm hết nhà Đức Mẹ luôn. Thôi bên kia mây bay là kìa cha. Đấy, bay luôn đi. Trời ơi đẹp quá. Bay luôn đi. Mây bay là nè, thấy không? Rất đẹp luôn. Đó, trời ơi. Đi như Đà Lạt luôn á. Đẹp ha. Nè, đó thấy không? Đúng là xanh mây luôn nè. Đẹp quá đẹp. Quay vòng này là sóng xuống nè. Dạ. Dạ đúng rồi. Đây là quảng trường Bân Côi. Mấy ngàn người ngồi xong rồi dự lễ ở đây, lễ quay xuống 13 đây. Hàng tháng là ở ngoài quảng trường này. Dạ. Ủa nhưng mà đi phát quạt hay Dung? Dạ. Trời ơi là ngồi ở mãi trên cái kia kìa. Đúng rồi, cái đợt đó là đông lắm. Mấy đi phát quạt ấy. Bảo chứ cái bằng đàn cứ phát bao giờ về hết mà không có mỗi tí buổi sáng hết luôn. Bây giờ còn quạt không để con phát cho. Phải in đó cha, phải in mới có. Dạ. Trời ơi đẹp quá. Về đi cha. Về đi cha. Em bây giờ đâu? Nhưng mà cha ơi, cha hứa là cha có cho nước đó cha. Có. Vậy hả cha? Trời ơi. Đức mẹ. Đức mẹ quý hóa lắm. Dạ. Con đi ra đây là mục đích là chị xin được mấy thùng nước đó đi về cha. Trời xuống. Trời ơi. Biết ơn cha.